Những ngày này, khi cả thế giới đang hồi hộp dõi theo cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump và ông Biden, thì có một nhóm người ý ới nhau trên Zalo, Facebook, trên điện thoại để rủ rê trèo kéo nhau đến với một sự kiện đặc biệt của họ diễn ra ở khu du lịch Madagui, Lâm Đồng. Có nhóm còn hẹn nhau nhậu chu bị cho sự kiện, tập hát những bài gợi nhớ kỷ niệm một thời đi học thơ ngây, thậm chí còn dành nhau trả tiền nữa. Có nhóm còn vô nhà hàng chay ăn uống trai tỉnh để cơ thể và tâm hồn được trong trắng nhất khi tham dự sự kiện này. Đó là sự kiện kỷ niệm 30 năm tình bạn của lớp văn sử thư viện khóa 1990-1994. Trong khi đó, có người lại lần dở những trang kỷ yếu của khóa, ngắm lại những gương mặt thân thương, đọc lại những dòng tâm sự của bạn bè mà nước mắt rơi lộp bộp, ướt nhòe cả kỷ yếu. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về. Vào đầu mùa đông, với cái nắng hanh hanh, cái gió nao nao như bây giờ, gần 80 con người ngây thơ, non trẻ bắt đầu tò mò, hồi hộp, âu lo vào nhận lớp, ngỡ ngàng gặp nhau, rồi từ từ quen nhau. Bây giờ, cơ sở 3 trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh là một ngôi trường bề thế nhưng cũ kỹ, nép mình lặng yên giữa rừng điều và những đám lau lách cỏ đuôi chồn đang kỳ rộ bông. Cổng trường cũ kỹ, hoen dỉ càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều sơ sạc, càng khiến lòng trẻ hoang mang, lo cho một tương lai bất định phía trước. Hoang mang có lẽ là tâm trạng chung của những người con từ những vùng quê khốn khó gia nhập thị thành bằng thúng sắn, thúng khoai, mớ cá bán được ở quê nhà. Hoang mang vì không ai tự trả lời được câu hỏi học văn ra nữa làm gì, học sử ra để làm gì, học thư viện ra sau này làm gì. Cũng chẳng có ai tư vấn cho họ một cách ứng xử đúng với sự học, với con đường tương lai. May thay, họ có bạn bè dìu nhau đi trong hoang mang khốn khó. Mà rồi, bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ, trách nhiệm cao với bản thân và gia đình, họ đã hoàn thành việc học theo cách này cách khác, tìm được công ăn việc làm và đa phần có cuộc sống vững vàng sung túc. Khi học chung và cả khi ra trường, có lẽ nhiều người trong khóa từng thất vọng về lớp mình, khóa mình, bởi người của khóa mình quá hiền lành, không lanh lợi, năng động so với đàn anh, đàn chị trước mình 1 năm, 2 năm, 3 năm. Ấy vậy mà giờ đây, điểm lại, khóa văn sử thư viện 1990-1994 giờ ai cũng ổn định, thành đạt, sống tốt, lại chan hòa tình cảm vào bậc nhất trong các khóa của trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và sau này là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó thật đáng tự hào. Họ đã có nhiều cuộc họp mặt đông đủ bạn học cũ và rất nhiều cuộc gặp mặt kiểu nhớ nhau thì hú, rất ấm áp tình thân. Giờ đây những mái đầu bán dâm, mãi dâm vẫn thường kề bên nhau, bên ly bia, cốc trà sữa,
đôi khi chỉ để được thấy mình còn ở bên nhau. Thường với bà già cũng thường là rất thích thích thằng Ngàn lắm. Nhưng mà cũng thường nó không thích Ngàn. Đi bắt bà gặp chú đi, gặp cô kia, Ngàn thích cô kia rồi thôi. Không, tôi nói với ông là tôi thấy người nào gặp tôi cũng thích. Tôi không có nghĩ gì hết trơn. Trong một công trình nghiên cứu cấp quốc gia, một nữ phó giáo sư, tiến sĩ đã từng viết: nếu đời người sống được 3/4 thế kỷ hay 1 thế kỷ, thì tôi hy vọng rằng chúng tôi đã có nhau hơn 1/4 thế kỷ qua và sẽ không thất lạc nhau trong nửa thế kỷ còn lại. Không, bây giờ tôi nói nè, ông cho nó theo đoàn đi, xong rồi mở chơi với lớp, rồi cái sáng ngày chủ nhật á, ông chạy lên Đà Lạt. Và đây, hãy lắng nghe tâm sự của họ. Ừ. Mà nó tưởng tượng nổi không chắc các bạn không ở xa Hà Nội năm lên 10 là ai mà năm nhất năm hai rồi mà cùng chơi chú co ở trên sân thượng đó, lớp mình đó. Ồ vui, thiệt là vui. 3 đến năm thứ 2, thứ 3 ở ký túc xá Trần Hưng Đạo mà tụi tao là quê hai đứa nghèo, cái tao nấu cơm. Cứ mỗi giờ á thì trưa ở xã gì đó, trưa tới chiều là nó gõ cửa, nó làm cho nó cái cặp lồng vậy đó. Nó xuống phòng nó lấy cơm lên ăn. Tao ta nấu cho nó một thời gian luôn á. Xong nó rồi thôi tao lên nhưng mà tụi mình lên cao rồi đó, học nhiều hơn rồi không nấu nữa. Cho nên mà đến khi mà ra trường á thì mà biết sao, hình như tao ra trước nó ra trễ một năm, nó bị vướng lại một năm. Nó vướng lại một năm ra. Nói chung là lúc nào Minh cũng học giỏi hơn Hải. Cho nên nếu con bạn bè là thương, rất là thương mình. Mình cũng không biết cái cảm giác của mình hồi xưa, mình không nhớ hồi xưa mình sao hết, nhưng mà mình chỉ biết là mình không hề chảnh xíu nào hết trơn á. Bây giờ càng không chảnh chứ, đúng không? Trời ơi, ai nghĩ sao rồi gieo tiếng ác cho tôi vậy? À. Già mà còn chảnh nữa thì ai chơi. Ngày xưa thì cảm nhận của Tranh như thế nào về cái lớp thời sinh viên ấy? Mấy người có nhớ không? Ngày xưa đó, lúc mà mới bắt đầu vô lớp đó, là tôi là được cô Hồng cử làm lớp trưởng nè. Cử làm lớp trưởng nè. Nhưng mà không, tại vì hồi đó điểm tôi cao. Không, cái này là sự thật. Thì sau đó thì chắc là tôi cũng không có kinh nghiệm làm lãnh đạo, đúng không? Tố chất của mình chắc là làm dân thường thì tốt hơn. Đã sau đó thì tôi không có làm nữa. Rồi là lớp thì cử người khác. Đó. Nhưng mà có làm lớp trưởng hay không làm lớp trưởng thì tôi nghĩ là cái nhận định của tôi nè, rồi cảm tình của tôi nè về lớp thì cũng không có gì thay đổi hết. Lớp mình vui, lớp mình là bạn bè chơi với nhau rất là chân tình. Ở ký túc xá hay là ở thành phố gì cũng đều vậy hết. Và những cái kỷ niệm mà trong 4 năm đó thì rõ ràng là chúng ta đã lưu giữ rất là tốt. Và để cho đến bây giờ chúng ta ra trường rồi, mấy chục năm rồi, đúng không các bạn? Mình vẫn còn rất là thương mến nhau, gặp nhau vẫn vui vẻ, cũng không có làm cái điều gì đáng tiếc xảy ra. Thì tôi nghĩ là đó là những cái kỷ niệm mà nó rất là đẹp. Đó là cái giờ. Không làm gì đáng tiếc là dở, phải không? Và thiệt sự là trong 4 năm đại học đó thì tôi thấy là cái nhận xét của tôi về từng người đó là bây giờ nhiều khi tôi phải xem lại. Ví dụ như người này hồi xưa tôi thấy hiền, bây giờ không có hiền nữa. Người này ngày xưa tôi thấy mờ nhạt, bây giờ lung linh nổi bật quá gì như Dung Vinh nè. Hết đại học đại cương á, là tôi với Bình Hải rớt. Tôi nhớ cái hôm mà biết điểm á, tôi với Hình Hải buồn dễ sợ, sau hai đứa đứng đó nói chuyện, cái nó kêu chết cha là tôi với bà đều bị rớt gì, tôi không biết gì, tôi nói về với ba má tôi không biết tôi nói sao, rồi nó buồn dễ sợ. Còn tôi cũng vậy, tôi giấu luôn, tôi đâu dám nói mà ngu gì nói. Cái là tôi vẫn đi học, vẫn trốn gia đình, vẫn đi học bình thường luôn, nhà tôi không hề biết là tôi rớt giai đoạn 2, đã không có vô được năm 3. Tôi vẫn ở ký túc xá, tôi vẫn gia đình vẫn gửi tiền nuôi tôi ăn học bình thường, nhưng mà tôi lại đi làm chứ không có đi học đó. Tôi đi làm mãi đến chắc cũng phải gần đến
cuối năm, gần cuối năm 3 là bắt đầu là tôi có cái dịp tôi đi về, tôi thi tuyển phát thanh viên ở Đắk Lắk, rồi tôi trúng tuyển, rồi tôi đi làm luôn. Hồi đó cái tư tưởng á, mà muốn kiếm tiền á, của tôi nó ghê gớm lắm, cứ muốn toàn muốn kiếm tiền không à, chứ không muốn học, kỳ gì đó. Đi học cũng cứ sòng sọc sọc, làm này làm kia, bán sách, bán dĩa hè, bán này kia để mà kiếm tiền, lo kiếm tiền. Đó là cái việc mà sao nhãn cho học hành dẫn đến là rớt môn tiếng Anh. Sau hồi đó tôi nghĩ sao tôi học dốt tiếng Anh dữ ta. Hình như đa phần những người tỉnh lẻ như tụi tôi đều dốt tiếng Anh hết trơn. Hồi đó nhưng mà cũng có nhiều người theo đuổi, mà dân cũng đó cũng dạng dĩ hơn những cái bạn nữ trong lớp á. Ồ vậy hả? Có ghi ra vụ án nào ở Vườn Điều hay Hồ Đá Xanh gì không? Cái này chắc phải nói Đồng Huyền. Nếu mà nói là những người mà để ý tôi á hả, thì tôi không biết. Không biết nữa, mà cứ nhìn thấy ổng là mình cứ tránh tránh, mình thấy ổng là mình sợ rồi đó. Nhìn thấy nó dê dê. Giang nhìn mắt Giang. Thế là do cái nhận cái gì mà ổng cái gì mà từ lúc nói chung là nó sao có nói mà nhìn thấy ổng kiểu cái tướng của ổng là mình rất sợ. Không, không đáng tin hả? Không phải nhìn mắt chỉ thiếp nhìn cái mặt thì cười cười nhìn nó dê dê. Dơ dơ hay dê dê? Dê dê dê. Bây giờ vẫn vậy, bây giờ sợ vẫn dê vậy. Mà em thấy ổng là mình sợ. Giờ ổng bà cũng bà đâu ôm đó hả? À. Bây giờ cái mức độ dê của ổng có khi nhiều hơn hồi xưa. Có không? Có. Từ từ em đi nhanh quá vậy. Lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này. Còn lại đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ mỗi mùa thi qua, làm bạn cùng tôi mỗi tối đến trường. Thở nè. Anh nói tôi là Diễm Thúy. Thì khi mà tôi hỏi anh tại sao là tôi là nam tính mạnh mẽ mà lại nói tôi là Diễm Thúy là sao, thì anh mới dịch ra là thật ra cái tiếng Anh nó hoàn toàn không có giống như tiếng Việt. Diễm Thúy đó là điếm thúi đó mà. Và tôi cũng rất thích cái biệt danh này, tại vì thật ra tôi chỉ có điếm chứ không có thúi. Thì tôi thấy mình là người sống chân thành, cực kỳ dễ thương, và tôi sống có trách nhiệm. Đôi khi nó hơi phóng khoáng một tí, nhưng cái phóng khoáng đó là không ảnh hưởng gì tới người khác và trong cái khuôn khổ luật pháp cho phép. Nữ lớp mình thì quá tuyệt vời, hầu như là cô nào tôi cũng có để ý, nhưng mà mình nghĩ mình cái thời đó thì như bạn biết á, mình nghĩ là gối rơm, theo phần gối rơm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao. Một cái thằng tỉnh lẻ, nghèo kiết xác như mình, học hành là không được lên lớp thường xuyên đó, mượn giáo trình của bạn, mượn bài vở của bạn để mình viết lại đấy. Chỉ có kỳ thi mà còn phải chia ra kỳ 1, kỳ 2, cái đợt 1, đợt 2 đó như thế nào để đảm bảo cái kết quả nó đạt được cao nhất. Mục đích là gì? Để kiếm được một cái học bổng loại C thôi, thấy không? Thế thôi, mình cũng sống có trách nhiệm quá, mình cũng nghĩ về cái gia đình của mình. Cho nên là các bạn nữ trong lớp mình hầu như tôi cũng để ý mọi người hết, nhưng không dám thổ tình với ai cả. Đó là một cái nỗi đau chôn giấu mà tới bây giờ mới thổ lộ sau 30 năm. Cái này chắc phải xin lỗi với bạn trai quá. Hồi xưa tôi là cái người mạnh miệng nhất trong cái group của tôi, là nó tuyên bố là không yêu trai tổng hợp, không lấy trai tổng hợp. Tại sao bạn? Tại vì thấy trai tổng hợp có vẻ yếu. Yếu sinh lý hả? Không biết. Yếu sinh lý thì đó mình chưa đủ kinh nghiệm để mình thẩm định, nhưng mà mình cứ nghĩ là yếu. Nhưng mà sau này ha, cũng hơi lâu lâu á, rồi gặp lại được mấy bạn, lúc này mới thấy mấy bạn là có thể là nhìn vẻ bên ngoài thì nó không men bằng bách khoa đó, nó không hào hoa bằng kinh tế, nhưng mà thực sự ra thì bạn nào cũng rất có cái chất đàn ông, đó là gì, lịch thiệp,
ga lăng. Ừ. Những cái đó là mình thấy cái nhận xét về sau này tôi thấy mới đúng nè. À. Rồi có những người á tỏa sáng mà mình hơi bất ngờ, ví dụ như là bạn Đăng, ví dụ như là bạn Vinh đó. Thấy mà. Vậy cuối cùng lấy chồng Bách Khoa hả? Không, lấy chồng cán bộ đoàn. Không có liên quan gì hết. Tôi cho rằng đây là một cuộc họp thế kỷ, thập kỷ. Bởi vì là lần thứ tiếp theo chúng ta sẽ không còn đông người như thế này nữa. Thế thôi. Nghe đâu hồi đó là đứa giấy con gái trong lớp mình á, anh là bà đâu mê đó hả? Không, tôi không bà đâu mê đó. Tôi yêu có trọng điểm. Chỉ có đôi ba trọng điểm gì đó thôi. Đôi ba thôi. Có thể bật mí được không? Thôi, chuyện này để có những thứ mà người ta phải giấu luôn cho đến lúc chết. Không nói. Không, thì cũng chuyện này mang theo luôn. Riêng tư. Rồi một từ để diễn đạt về diễn đạt cái suy nghĩ, cảm xúc của mình về khóa. Về khóa. Ồ, tôi thấy là một từ thôi hả? Tôi nghĩ là thành đạt. Cú te. Chết. Đáng yêu. Trẻ trâu. Để nhớ. Ok. Đẹp. Anh rất là đẹp. Xin anh dùng một từ. Các bạn quan thư viện và sự khóa 90 chúng tôi mến. Đáng xin chào các bạn đã có mặt ngày hôm nay tham dự buổi họp lớp kỷ niệm 25 năm chúng lớp ông à, gái bây giờ là phụ nữ rồi, em là dễ thương hết á. Còn hầu như là các thành viên nam là đều thành đạt trong cuộc sống rồi. Ông thấy là tôi thấy được nhất là thằng Đăng. À, anh em mà lớp ông còn lấy thằng Đăng nó mà làm cái gương để phấn đấu. Ăn nhậu ở đâu cũng trả tiền rồi. À. Lớp của ông á là tất cả các thành viên trong lớp ông á hội ngộ lại rồi đưa ra một cái bàn luận rất là nhẹ nhàng thôi. Nó là tụi bay phải nên thấy lấy của thằng Đăng đó mà làm cái gương. Đi nhậu đâu nó cũng xong khai nó trả tiền quá. Anh cho tôi thích thật. Mau lâu rồi mới gặp lại bạn học ha. Chắc đủ 30 năm. 29 năm. Hồi rời trường là ông sang là tôi ra trước, tôi học năm tôi ra rồi. Còn cái ông học 4 năm không? Học nhiều quá. Quay trước chụp sau nha. Đấy, chụp nguyên cái nhóm đây. Rồi về đây. Cho nhau hơi ấm bạn bè.
bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, chuyện ngày xa xưa đến mai trường, và ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Anh lấy ảnh luôn anh, được không? Như những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nơi mắt lấp lánh cho nhau nụ cười, như tiếng hát chiếc tay thiết tha yêu đời, và nhớ những ánh nước mắt đêm ngày chưa thấy ta xa nhau. Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè, những ước mơ đông quan với bao hy vọng, những sắc xanh bão tố.